Chào anh em nha, lâu rồi mới chơi lại cái môn này nha anh em, OCDC ha. Hôm nay sẵn vá mặt bàn này cho bà chị ha, qua anh em coi ha. Thì đang đổ nè, đang pha keo nè. Thì đổ bột nhũ nha anh em, đổ bằng màu xanh nước biển, bột màu xanh nước biển. Đó, quậy đều xong rồi em đổ vô đi, đổ vô giùm anh. Thì vá lại mặt bàn cho chị nè anh em, chị uống cà phê chơi, cứ đổ đều vô. Không đổ xuống dưới đừng có để cho nó lên gỗ. Đều ra, em đổ vô. Này làm đại đại này, dám ăn keo giấy được nhiêu, coi chừng nó nhiễu vô chậu anh kìa. Này keo 31 quá mấy anh. Màu này đẹp mấy anh, màu xanh biển này đẹp. Gỗ này nó sam nè, đổ vô mấy cái hốc này nè, nó lên nhũ đây như cảnh biển này, dễ bằng keo giấy mà, dễ bằng keo giấy không biết nó có sao nè, em lười dán alu đồ quá ha, lười vá dưới đấy á, dễ bằng keo giấy dày đó, cái ok nó không tràn ra là được, ok đó, là hình thành cái bàn cà phê ha, bàn cà phê cho chị đó. Rồi giờ đổ thêm ly nữa nè mấy anh, đổ ly thứ hai ha. Thì hai ly này, một ly này 270, hai ly hơn nửa ký rồi. Hơn nửa ký keo rồi. Mặt bàn này chắc rơi vào tầm 3 kg anh em ơi, 2-3 kg rồi đó. Chắc 3 kg mới đổ đầy anh em ơi. Nó khuấy đều xong giờ mình đổ nè mấy anh. Đi lại được lên sóng. Giờ xịt bóng rồi hả? Ừ, xong rồi. Vá mặt bàn bữa mấy anh em. Bữa nó lõm lỗ đó, lúc đầu video nó lõm lỗ đó, vá bữa giờ mới thấy không. nội cuối cùng nha mấy anh. Xịt bóng, xịt M70. Cái này là bàn cà phê mấy anh, là bàn cà phê bà chị. Làm đơn giản thôi chứ không làm gì cầu kỳ hết á. Vá là cái chỗ lũng thôi để cho cái, để cái ly nó đừng bể thôi, à, đừng có rớt xuống thôi. Nó không có làm gì cầu kỳ nha mấy anh. Tại vì năm nay em không có chơi bộ môn này nữa. Năm nay lo là mấy cái khác. Lâu lắm rồi mới làm lại. Ủa cái chỗ lũng bên này nó vá vô luôn hả Kỳ? Cái chỗ lũng ngay góc này nó vá vô luôn hả? À. Nó tràn ra hả? Ai biết này vá hả? Nó chả biết nữa, tao đổ đại mà nó tràn ra hả? Có mà. Ừ sơn đi, sơn đi. Mấy nhũ này thì nếu mà anh em có làm ở OCDC á thì cái mặt phía trên á bữa lười quá không về sớm nên là không có đánh cho nó hoàng hoại lên. Chứ mấy anh em mà làm này á xài bột nhũ á mình đánh cho nó hoàng quện lên cho nó đẹp. Tại bữa về sớm quá anh em nên không có ở xưởng không có đánh lên. Đó đẹp ạ. Còn mấy cái nhũ này mấy anh xả nhám nước tới 400 là được rồi. Sơn bóng là đẹp rồi. Không cần phải tới mấy ngàn đâu. Mấy ngàn là khi mình đổ trong á. Nếu anh em nào có làm bộ môn này á thì năm ngoái rồi, năm mấy gần 2 năm rồi thì anh em giờ chắc anh em tay nghề cứng hết rồi. Thời nó mới ra kìa, năm mấy 2 năm kia kìa. Lúc mà mới có phong trào mà làm mặt bàn kiểu này á. Đẹp mấy anh, đẹp lắm. Nhìn nó giống như là có hồng ngoại vậy á. Ơi Kỳ, cái nhũ cái mặt trên cùng hình như tao lấy cái bột nhũ dạ quang hay sao mày? Bây giờ nó ánh khác đúng không? Ừ. Hình như trên cùng nó dạ quang hay sao á. Không biết tối nó phát sáng không? Nó khác á. Đơn giản mà đẹp nha, đơn giản. Tự nhiên nữa. Thôi xịt mỏng mỏng thôi, ba bát được rồi. Đó, vậy là coi cái bàn uống cà phê ha. Bàn này gỗ sao nha anh em. Gỗ sao. Gỗ sao thì có mấy anh em không biết cái gỗ sao ha. Thì gỗ sao là dưới miền Tây ta hay đóng ghe xuồng rồi đó. Đấy, cái màu này nó xuống màu ha, cái gỗ này nè. Nó xuống màu để quán cà phê màu này nó đẹp hơn nè đúng không? Nhìn nó cổ cổ nó hay hơn. Rồi, ok anh em ha. Này xịt mờ anh em, nếu mà anh em không làm BU anh em không biết ha. Thì mới xịt lên thì nó sẽ bóng ha. Khi mà nó khô lại nó sẽ mờ lại nha mấy anh. Nhìn giống như là biển vậy đó. Giống như là hang động ha. Cái này mình vá nha, tấm này nó liền. Nó liền hết, mình vá vô nhìn nó hay ha. Giống như là vết nứt của khe nứt gì đó, đó dưới biển á, đó. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này nha. Video này lâu lắm rồi mình cũng mới làm lại môn này. Ngày xưa cũng đam mê lắm. Mà không có thời gian, anh em mỗi đứa một công việc á, anh không có thời gian làm lại. Thì có bà chị mới nhờ bà đưa tấm gỗ bà nhờ vá lại cho bà cái lỗ hổng. Thì mình làm sẵn quay clip cho anh em coi chơi tham khảo chơi. Rồi anh em nào thắc mắc xài keo sao, pha làm sao rồi làm sao á. Làm nguội thì clip này mình không có quay. Thì nên là thắc mắc mấy công đoạn đó cái bình luận bên dưới mình hướng dẫn cho. Mình cũng chả biết gì nhiều đâu nhưng mà biết được cái gì chia sẻ đó thôi. Ê, còn mấy mặt bàn cảnh biển đâu rồi mày? Đây. Chưa sơn hả? Chưa. Để đi quay mấy mặt bàn cảnh biển cho anh em coi luôn. Rồi, đây nè anh em, cái mặt bàn cảnh biển ngày xưa là nè, đó, bằng gỗ dán hương rồi đó, đổ cảnh biển sao ốc rồi đó. Mà để cả năm này anh em lười không? Anh em mấy anh em lười không ai làm hết. Đó. Bàn này đổ ra trà rửa ra sạch sẽ sơn lại rồi để làm bàn cà phê đẹp lắm á. mà lâu quá rồi, khi nào có thời gian mới làm. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này nha. Quay sát xuống này coi có thằng nào tắm biển dưới này không nè. Coi con nào tắm biển không anh em. Nhìn đây nè, mày quay góc này giống như là cái biển đó kìa. Đúng không? Mà giống như mấy vách đá biển á. Ừ. Giống bộ đúng không? Ừ. Đó. Cái này đánh led ở dưới cũng đẹp nữa đó. Đánh đèn led dưới nó sáng cái màu xanh này lên buổi tối đẹp lắm. Để đâu mà đỡ ổn.